Ngay trước lễ trao giải của bóng vàng lúc 3 giờ sáng rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, tờ Marca của Tây Ban Nha xác nhận siêu sao Lionel Messi sắp chạm tay vào danh hiệu lần thứ 7 trong sự nghiệp với dòng tiêu đề nổi bật: Messi chỉ còn chờ khoảnh khắc chạm tay vào quả bóng vàng lần thứ 7 trong sự nghiệp quần đùi áo số. Và quả đúng như dự đoán đó, tiền đạo người Argentina đã đánh bại Lewandowski để bước lên sân khấu nhận giải thưởng của bóng vàng năm 2021. Đây là lần thứ 7 siêu sao người Argentina đoạt được giải thưởng cao quý này sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Với tiêu chí bầu chọn của bóng vàng gồm phong độ cầu thủ suốt mùa giải, các chỉ số về bàn thắng, số lần kiến tạo, góp phần cùng phong độ của cả câu lạc bộ thi đấu và tài lãnh đạo. Bên cạnh đó là các danh hiệu đạt được, Messi được cho đã hội tụ đủ mọi yếu tố này. Trong đó thuyết phục nhất là đã hoàn tất chức vô địch Copa America cùng các giải thưởng cá nhân của giải này một cách thuyết phục nhất. Khi đoạt giải của bóng vàng năm 2021, Messi đã chính thức sở hữu 7 danh hiệu và bỏ xa đối thủ cạnh tranh lâu nay Cristiano Ronaldo, người hiện có 5 danh hiệu. Siêu sao người Bồ Đào Nha ở cuộc bầu chọn năm nay thực sự là không sở hữu khả năng thắng giải vì mùa trước thi đấu cho Juventus không thành công, còn đội tuyển áo bã châu chia tay sớm ở Euro 2020 vòng 1/8. Trong khi đó, Lewandowski và Benzema dù có mùa giải ấn tượng ở các câu lạc bộ lần lượt là Bayern Munich và Real Madrid, nhưng ở đội tuyển Ba Lan và Pháp lại cùng cảnh ngộ như Cristiano Ronaldo, đều sớm chia tay ở Euro 2020. Còn ngôi sao Jorginho, dù vô địch Champions League cùng Chelsea và Euro 2020 cùng tuyển Ý, nhưng lại sở hữu bản thành tích cá nhân kém hẳn danh thủ Argentina nên cũng khó cạnh tranh. Sự vĩ đại của Messi lớn lao đến mức ngay cả Patrick Evra, một người bạn thân của Ronaldo, cũng lên tiếng chúc mừng sớm vào hôm 28 tháng 11. Cựu cầu thủ người Pháp viết kèm dòng trạng thái trên mạng xã hội như sau: "Xin chúc mừng Lionel Messi vĩ đại, đã giành được thêm một quả bóng vàng. Những ai không hiểu điều tôi vừa nói thì thật là chán nản." Dòng trạng thái của Evra nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý bởi tạp chí France Football, đơn vị tổ chức trao giải của bóng vàng. Thực tế chưa công bố kết quả bình chọn vào thời điểm ấy. Nhiều bình luận nghi ngờ tính chính xác thông tin mà Evra đưa ra. Bên cạnh đó cũng có những người tin những điều Evra nói. Trước đó vài ngày cũng có nhiều người đăng thông tin Messi giành được quả bóng vàng lần thứ 7 trong sự nghiệp. Đó là phóng viên người Italia của kênh Sky Sports, Matteo Moreto. Viết trên Twitter hôm 26 tháng 11, Messi sẽ giành quả bóng vàng 2021, anh ấy đã được thông báo về việc giành giải. Các nhà cái cũng coi Messi là ứng cử viên số 1 cho quả bóng vàng 2021 ngay từ khi bắt đầu bầu chọn, và nếu thay đổi tỷ lệ thì nó hầu như đều nghiêng về phía Empulga, chứ không phải những ứng cử viên khác. Hôm 26 tháng 11, Skybet, Unibet, Betway, Vbet, Sports Nation đồng loạt đăng tải tỷ lệ Messi chiến thắng 3/1, đặt 3/1, lên 10/3 và 11/4. Tỷ lệ chiến thắng cho ứng cử viên số 2, Robert Lewandowski, hiện là 1/2. Trên thực tế, tiền đạo người Argentina đã sở hữu thống kê cá nhân ấn tượng với 41 bàn, 17 kiến tạo sau 56 lần ra sân trong năm 2021. Điều giúp Empulga tạo ra sự khác biệt còn là chức vô địch Copa America trên đất Brazil. Đây là danh hiệu đầu tiên của cựu sao Barca trong áo đội tuyển quốc gia Argentina. Bên cạnh đó, anh cũng giúp đội tuyển quê nhà sớm có vé đến World Cup năm 2022 với thành tích bất bại ở Nam Mỹ. Sau khi nhận giải, Messi gửi lời cảm ơn đồng đội ở câu lạc bộ, tuyển Argentina, gia đình và cổ động viên, những người luôn sát cánh cùng anh trong quãng thời gian khó khăn. Ngoài ra, Messi cũng gửi lời tri ân đến Robert Lewandowski. Anh nói ngắn gọn như đầy cảm xúc: "Thật vinh dự khi được so tài với anh. Ở mùa trước ai cũng đồng ý anh ấy xứng đáng giành quả bóng vàng. Tôi rất vui, thực sự rất hạnh phúc. Tôi thực sự muốn tiếp tục chiến đấu và đạt được những mục tiêu mới. Tôi không biết bao nhiêu năm nữa, nhưng tôi thực sự đang tận hưởng bản thân mình. Tôi cảm ơn các đồng đội của tôi tại Barca, Paris và đội tuyển Argentina. Cho những mùa giải vừa qua, có những khoảnh khắc khó khăn, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có một chút thay đổi ở điểm đến và sau đó tôi định cư ở Paris. Tôi rất vui, tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình và con đường của mình. Tất nhiên tôi dành tặng giải thưởng này cho vợ tôi, các con tôi, gia đình tôi, bố tôi, mẹ tôi và tất cả các thành viên trong gia đình. Lần đầu tiên tôi giành được giải thưởng với câu lạc bộ ở thành phố này." Robert Lewandowski xếp thứ hai trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2021, nhưng anh cũng nhận được sự thừa nhận từ France Football thông qua giải tiền đạo hay nhất năm. Đây là một trong hai giải thưởng mới của đơn vị tổ chức gala của bóng vàng. Nhưng nếu nói đến thành tích cá nhân, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich lại hơn Messi vì anh có 53 bàn và 8 kiến tạo, trong khi con số đó của Messi như đã nói là 40 bàn và 14 kiến tạo. Thế nên sự khác biệt giữa họ trong cuộc đua này có lẽ nằm ở hạng mục thành tích tập thể. Người ta đánh giá rằng việc Messi giúp tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 giúp anh nắm lợi thế trong cuộc đua, bởi Ba Lan của Lewy không bao giờ có được thành tựu nào đáng kể ở châu Âu. Bên cạnh đó, siêu sao Argentina là ứng cử viên có sự cân bằng nhất về thống kê bàn thắng lẫn danh hiệu tập thể. Trong giải đấu Copa America vừa qua, việc thâu tóm chọn hai giải vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng có lẽ không gì quan trọng bằng một chức vô địch tập thể cho tuyển Argentina. Sau 17 năm theo bóng đá chuyên nghiệp, lời nguyền danh hiệu của Messi trong áo đội tuyển cũng đã được phá bỏ. Trước khi sân chơi này tổ chức năm 2021,
Những vinh quang mà Messi giành được cùng đất nước Argentina chỉ nằm ở cấp độ trẻ. Đó là chức vô địch U20 World Cup năm 2005 và huy chương vàng tại Olympic 2008. Trong áo đội tuyển, 3 trận chung kết Copa America 2007, 2015, 2016 và chung kết World Cup năm 2014 chỉ đổi lại những nỗi buồn. Ở tuổi 34, những nỗ lực của Messi là điều được cả thế giới công nhận. Khát khao danh hiệu đội tuyển quốc gia dành cho M10 không chỉ còn là của riêng anh. Đến các cổ động viên Brazil còn quay sang cổ vũ cho Argentina vì Messi và nói như thủ thành Emiliano Martinez, Argentina vô địch, tôi hạnh phúc cho Messi còn nhiều hơn bản thân mình. Có một sự trùng hợp không hề nhỏ trong những năm Messi giành quả bóng vàng. Vào năm 2012, khi cầu thủ người Argentina giành quả bóng vàng lần thứ tư trong sự nghiệp, Man City vô địch Premier League, Chelsea vô địch Champions League, huấn luyện viên Antonio Conte vô địch Serie A, MU về nhì tại Premier League, một câu lạc bộ Tây Ban Nha vô địch Europa League, tất cả những điều kể trên đều lặp lại ở năm 2021. Ngày trước lễ trao giải diễn ra vào rạng sáng nay tại nhà hát Châtelet ở Paris, nước Pháp, tổng biên tập tạp chí French Football, ông Pascal Ferre đã hé lộ về Cristiano Ronaldo trong khi tin đồn Lionel Messi tiếp tục chiến thắng. Theo đó, trả lời phỏng vấn tờ New York Times, ông Pascal Ferre cho biết, Cristiano Ronaldo từng nói với tôi, cậu ấy có tham vọng và duy nhất, đó là vượt qua Messi với số lần đoạt quả bóng vàng nhiều hơn trước khi giải nghệ. Tuy nhiên hiện nay siêu sao Messi đang là cầu thủ giữ kỷ lục đoạt nhiều quả bóng vàng nhất với 7 danh hiệu, trong khi Ronaldo có 5 danh hiệu. Và việc đuổi kịp quả thật là rất khó. Nhưng theo ông Pascal Ferre, danh thủ người Bồ Đào Nha không bao giờ đánh mất niềm tin, luôn nỗ lực trong từng mùa giải dù đã 36 tuổi, chỉ nhằm mục tiêu vượt qua đối thủ người Argentina cũng ở tuổi 34 trong cuộc đua đoạt danh hiệu quả bóng vàng. Trước đó, cuộc bầu chọn quả bóng vàng năm nay dù đã kết thúc việc bỏ phiếu từ cách đây gần một tháng và chủ nhân đã được xác định, nhưng ông Pascal Ferre từng bác bỏ mọi tin đồn người chiến thắng là Messi. Ông nói, đây là năm thứ 6 tôi trực tiếp điều hành sự kiện này và tôi chưa để mắc sai lầm nào. Tôi không muốn nói dối khi người ta hỏi tôi về người chiến thắng, nhưng tôi không thể chia sẻ được. Và thực sự người chiến thắng là ai vẫn chưa biết. Bất kể như vậy thì trên thực tế, theo thông lệ French Football thường thông báo cho người chiến thắng đoạt quả bóng vàng trước gần một tuần so với lễ trao giải. Chính ông Pascal Ferre thổ lộ điều này khi nói về việc thông báo cho cầu thủ Luka Modric đoạt quả bóng vàng năm 2018 trước gần một tuần, khiến cầu thủ này khi nhận thông tin đã bật khóc như một đứa trẻ vì niềm hạnh phúc. Và đây cũng là lý do vì sao nhiều người đã biết Messi giành chiến thắng, trong khi Ronaldo thậm chí nằm ở top 6 và còn không đến dự đêm gala trao giải. Xin được chúc mừng El Pulga đã giành chiến thắng lần thứ 7 trong cuộc đua của bóng vàng. Anh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này và tiếp tục là nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Ballon d'Or. Và đây chắc chắn sẽ là kỳ tích không thể bị phá vỡ trong tương lai. Viva Messi, viva El Pulga và viva the greatest of all time.